Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Mô hình nuôi chim chỉ ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho thu nhập khá. Tháo gỡ khó khăn phát triển mô hình thủy sản lúa cá ở Ninh Bình. Cần nâng cao chất lượng hiệu quả khám bệnh tình nguyện ở Hải Dương. Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, hàng loạt biển tuyên truyền cổ vũ bị tháo trộm và bị bôi bẩn. Với hương vị thơm ngon đặc trưng, thịt chim chỉ đang đặc sản được nhiều người ưa thích. Nuôi chim chỉ cũng giống như nuôi các loại gia cầm khác nhưng mang lại thu nhập cao hơn gấp nhiều lần nên được một số hộ gia đình ở xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định chọn là mô hình phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Gia đình bà Vũ Thị Lành ở đội 7 thuộc Hợp tác xã Quyết Thắng, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy là hộ tiên phong nuôi chim chỉ ở địa phương. Đã gắn bó với loài chim này từ hơn chục năm nay, bà Lành cho biết chim chỉ đã được thuần dưỡng, rất dễ nuôi, không hay mắc bệnh như gà, vịt, nên mức độ rủi ro cũng ít hơn. Hiện ở xã Giao Tiến có 4 hộ nuôi chim chỉ, cùng hỗ trợ nhau về kỹ thuật nuôi cũng như đầu ra cho sản phẩm. Bà Lành cho biết, vài năm trở lại đây, mô hình nuôi chim chỉ phát triển ở nhiều nơi, nên thịt chim cũng không còn quý hiếm như trước đây. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí, gia đình bà vẫn thu lãi hơn 200 triệu đồng một năm. Tôi muốn là nhiều người trong huyện, trong tỉnh, trong cả nước thì nuôi nhiều hơn đây. Bởi vì nó nấn cái sân đối với con gà, cái thứ nhất là nó ăn ngon hơn. Cái hai là sản phẩm sạch nó yên tâm hơn, mà ăn nó dễ tiêu hóa hơn vì nó không mỡ. Đấy, nên là nấn sân đối với con gà là tốt nhất. Ngoài xuất bán chim chỉ thương phẩm, người nuôi còn có thể bán trứng, trứng ấp, chim giống và chim theo lứa tuổi. Đặc biệt chim chỉ đực có bộ đuôi dài và nhỏ, nhiều màu sắc đẹp, nên ngoài việc nuôi làm thương phẩm, chim chỉ xanh quý hiếm còn được nuôi làm cảnh, có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao. Từ những ưu điểm của loài chim chỉ, một số hộ dân tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, mở ra hướng sản xuất mới trong nông nghiệp, giải quyết việc làm và thu nhập cho nông dân tại địa phương. Huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương có 100% số xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Nhiều hộ chăn nuôi ở địa phương này đang tập trung tái đàn nuôi lợn để có nguồn thu nhập sau một thời gian dài bỏ trống chuồng. Sau khi địa phương công bố hết dịch tả lợn châu Phi được hơn một tháng, gia đình ông Trần Xuân Sơn ở thôn Đào Xá, xã Cao An, huyện Cẩm Giang quyết định đầu tư hơn 100 triệu để tái đàn chăn nuôi lợn, bao gồm 10 con lợn nái, 1 con lợn đực giống và 50 con lợn thịt. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, ông Sơn mua con giống tại công ty cung cấp con giống có uy tín, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và được cơ quan chuyên môn kiểm dịch an toàn dịch bệnh. Quá trình chăn nuôi cùng với duy trì tiêu độc khử trùng chuồng trại mỗi ngày một lần, ông Sơn thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn lợn. Gia đình thì đã nhập lợn về và làm cái quy trình tiêu độc khử trùng và làm các cái quy trình phòng bệnh. Thì cũng phun sát trùng thường xuyên hàng ngày. Thế và phòng bệnh thì cho ăn kháng sinh và điện giải để nâng sức đề kháng. Thế và còn về cái quy trình làm lại vaccine cho lợn từ hôm tái đàn, là gia đình cũng đã làm cái vaccine được 3 loại rồi. Không chỉ gia đình ông Sơn, thời điểm này nhiều hộ chăn nuôi khác trên địa bàn huyện Cẩm Giang cũng đang chuẩn bị tái đàn lợn sau khi địa phương công bố hết dịch. Ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi trong thời gian dài khiến cho nguồn cung thịt lợn trên thị trường giảm mạnh, giá lợn hơi tăng nhanh, hiện ở mức từ 50 đến 52.000 đồng một kg. Cá biệt có nơi giá lợn hơi đã chạm mốc 55.000 đồng một kg. Dự báo từ nay đến cuối năm, nguồn cung thịt lợn vẫn tiếp tục thiếu hụt và giá lợn hơi có thể tăng lên mức đỉnh điểm hơn 60.000 đồng một kg. Đó là lý do khiến nhiều hộ chăn nuôi nóng vội tái đàn. Việc tái đàn theo kiểu nóng vội nếu không kiểm soát tốt dịch bệnh sẽ tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục bị thiệt hại. Đó là cơ sở để cơ quan chuyên môn và các địa phương khuyến cáo người chăn nuôi cần thận trọng hơn khi tái đàn chăn nuôi lợn. Nuôi cá lồng đang là hướng đi cho hiệu quả kinh tế ổn định ở xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tuy nhiên, với mức đầu tư khá cao, ngoài khả năng của nhiều hộ dân, vì vậy rất cần chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi của các tổ chức tín dụng. Hiện xã Yên Phúc có 7 hộ tổ chức nuôi cá lồng với số lượng hơn 30 lồng. Mỗi lồng có diện tích 36m², mật độ nuôi thả từ 1.000 đến 2.000 con. So với nuôi cá trong ao hồ, nuôi cá lồng trên sông có ưu điểm môi trường nước không bị ô nhiễm, hiệu quả kinh tế cao gấp 2 đến 3 lần so với nuôi cá trong ao hồ.
Tuy nhiên, mức đầu tư ban đầu khá lớn, các hộ dân ở đây đang mong muốn được vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tín dụng. Để tạo phong trào nuôi cá lồng phát triển ổn định, hiệu quả, xã Yên Phúc, huyện Lý Yên đã hình thành tổ hợp tác xã nuôi cá lồng. Các hội viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, nhất là trong phòng chống dịch bệnh. Ngoài ra còn phối hợp xử lý tình huống nước lũ dâng cao, chảy xiết, lượng phù sa nhiều, ảnh hưởng đến việc nuôi cá lồng trên sông. Tận dụng diện tích mặt nước đồng ruộng không gieo cấy vụ mùa, nhiều tổ chức hợp tác xã và bà con nông dân tại các địa phương vùng trũng trong tỉnh Ninh Bình đã nuôi thả cá cho giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, việc tăng nhanh diện tích nuôi thả đang đặt ra cho các địa phương vấn đề về thực hiện quy hoạch, đầu tư hệ thống thủy lợi nội đồng, cung cấp con giống nhằm đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của mô hình. Theo ngành nông nghiệp, trung bình mỗi hecta thực hiện theo mô hình lúa cá cho thu nhập tăng thêm khoảng 70 đến 80 triệu đồng trên năm. Bởi có ưu điểm, chi phí đầu tư thấp hơn so với các mô hình nuôi thả thủy sản nước ngọt khác. Tuy nhiên, mô hình này cũng đối mặt với nhiều khó khăn và rủi ro. Do hệ thống thủy lợi nội đồng tại các địa phương không được thiết kế phục vụ đồng thời cấy lúa và nuôi thủy sản, vì vậy nếu mưa lũ diễn biến bất thường, người nuôi hoàn toàn có khả năng thất thu. Thêm nữa, do diện tích nuôi nhiều và thu hoạch đánh bắt trong cùng thời điểm cuối năm nên dễ bị tư thương ép giá. Để phát triển mô hình lúa cá theo hướng ổn định, bền vững, tránh hiện tượng phát triển tự phát theo phong trào, ngành nông nghiệp và các địa phương cần thực hiện tốt việc quy hoạch vùng sản xuất, huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, đồng thời định hướng các hợp tác xã và bà con nông dân nuôi thả những giống cá có năng suất, giá trị kinh tế cao. Giá nguyên liệu đầu vào cao, thị trường hàng hóa ngày càng khắt khe, khó tính hơn, khiến cho nghề và làng nghề có chiều hướng ngày càng bị thu hẹp lại. Vậy giải pháp mà huyện Thái Thụy đưa ra là gì để duy trì và phát triển nghề và làng nghề theo hướng bền vững? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Trước mắt, huyện sẽ tập trung ưu tiên cho 7 làng nghề còn lại. Trong đó có những làng nghề đã xây dựng được thương hiệu như làng rèn thôn An Tiêm, xã Thụy Dân, mây che đan móc sợi xã Thái Xuyên, chế biến hải sản xã Thụy Hải. Định hướng trong thời gian tới thì huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện Thái Thụy sẽ tập trung cao cho cái việc là rà soát lại các tiêu chí của làng nghề và khuyến khích các cái làng nghề phát triển dựa trên các cái lợi thế và gắn cả các phát triển làng nghề với du lịch. Nhưng đặc biệt hết sức lưu ý là phát triển các cái làng nghề nhưng mà phải bảo vệ môi trường. Về lâu dài, huyện Thái Thụy sẽ tranh thủ lợi thế là nằm trong khu kinh tế Thái Bình để thu hút lao động cũng như các nhà đầu tư quan tâm đến nghề và làng nghề, từ đó mở ra cơ hội phát triển cho các làng nghề, đồng thời hướng dẫn các làng nghề đăng ký thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ cho sản phẩm, xây dựng các trang web giới thiệu sản phẩm và kết nối đưa sản phẩm từ các làng nghề vào hội chợ trong nước cũng như quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, khám bệnh tình nguyện cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa được nhân dân ghi nhận. Tuy nhiên, có nơi, có lúc, hoạt động này chưa được coi trọng, còn nặng về hình thức, chưa thực sự quan tâm tới chất lượng và hiệu quả. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Một buổi khám bệnh tình nguyện dịp 27 tháng 7. Những thương bệnh binh này đến đây từ rất sớm, háo hức và chờ đợi. Một số thanh niên tình nguyện hình như quên mất nhiệm vụ của mình bởi sự hấp dẫn của những chiếc điện thoại. Họ chăm chú với mạng xã hội, chụp ảnh kỷ niệm mà không để ý tới những thương bệnh binh đang lê từng bước để được khám bệnh. Còn đây là cách thức khám bệnh của các y bác sĩ. Ngoài đèn pin, gạc lưỡi, tai nghe và máy đo huyết áp thì không có trang thiết bị khám bệnh chuyên sâu. Thừa nhận việc chưa đảm bảo chất lượng trong chương trình khám bệnh, Bí thư Đoàn Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh cho biết với điều kiện hiện tại thì chỉ khám và tư vấn các bệnh như huyết áp, hô hấp, da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt. Những bệnh nặng hơn thì cần phải có trang thiết bị y tế hiện đại hơn.
Tiến tới chúng tôi sẽ phối hợp ngoài những đội ngũ câu lạc bộ thế hệ trẻ là lòng cốt là của trung tâm thành phố, ngoài ra cần phối hợp thêm với này một số phòng khám đa khoa tư nhân của khu vực. Khi mà phối hợp được cùng với các phòng khám tư nhân của ngoài sẽ có thêm những máy móc phương tiện thì việc chẩn đoán cho các đối tượng được khám thì lúc đấy sẽ chính xác và hiệu quả hơn và nâng cao hiệu quả chất lượng của buổi khám tư vấn sức khỏe. Bây giờ tuổi già rồi, sức khỏe thì ngày xưa lúc trẻ thì cống hiến cho đất nước. Nhưng mà bây giờ thì tuổi già rồi thì bệnh tật nói nhiều không? Thì là nói chung tôi cũng mong muốn là cần có những thiết bị để đi chuyên sâu hơn một tí để khám bệnh cho các thương bệnh binh cho nó gọi là thiết thực hơn. Những năm qua, chương trình khám bệnh tình nguyện cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách đã diễn ra rộng khắp, thể hiện lòng tri ân đối với những người có công với cách mạng. Nhiều buổi khám chữa bệnh tình nguyện của một số đơn vị như đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành đoàn Hải Dương cũng có nhiều trang thiết bị hiện đại như máy siêu âm, máy đo mắt, máy đo nhịp tim, tạo nên sự tin tưởng và niềm vui cho những người được thăm khám. Do vậy, để nâng cao hiệu quả khám bệnh cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đơn vị tổ chức cần có sự phối hợp và hỗ trợ trang thiết bị từ các bệnh viện đa khoa, các trung tâm y tế hoặc các phòng khám tư nhân. Các bạn trẻ tham gia cũng cần thể hiện tinh thần tình nguyện thực sự. Có như vậy, những buổi khám bệnh tình nguyện mới trở nên thực chất hiệu quả, xứng đáng với hai từ tri ân mà mục đích của chương trình đặt ra. Cùng với nguồn đầu tư từ ngân sách, thời gian qua các địa phương trong tỉnh Nam Định và các cơ sở y tế đã đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các tổ chức cá nhân tham gia đầu tư trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Đến nay, toàn tỉnh đã có 6 cơ sở y tế công lập thực hiện liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế với tổng kinh phí xã hội hóa trên 41 tỷ đồng, gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư hơn 29 tỷ đồng, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu đầu tư 3,9 tỷ đồng, Trung tâm Y tế các huyện Nghĩa Hưng 2,1 tỷ đồng, Xuân Trường hơn 1 tỷ đồng, Sao Thủy 2,6 tỷ đồng, Ý Yên 2,3 tỷ đồng. Các trang thiết bị xã hội hóa gồm máy chụp CT scanner, máy xét nghiệm, máy siêu âm màu, máy X-quang kỹ thuật số. Việc liên doanh liên kết hầu hết được thực hiện theo hình thức đối tác góp vốn bằng cách đặt máy, cơ sở y tế bố trí cơ sở vật chất và cán bộ thực hiện. Hoạt động liên doanh liên kết tại các cơ sở y tế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bước đầu mang lại hiệu quả trong khám chữa bệnh, giảm chi phí đi lại cho người dân, giảm tình trạng bệnh nhân lên tuyến trên khám chữa bệnh. Năm học 2018-2019, cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, phòng giáo dục các huyện, thành phố của tỉnh Hải Dương huy động mọi nguồn lực từ địa phương để xây dựng trường lớp. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 693 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 40 trường so với năm học trước, trong đó mầm non 195 trường đạt tỷ lệ 59%, tiểu học 264 trường đạt tỷ lệ 95,5%, trung học cơ sở 204 trường tỷ lệ 75% và trung học phổ thông 30 trường đạt tỷ lệ 55,6%. Cùng với việc xây dựng trường chuẩn, các nhà trường đã đầu tư mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học, chuẩn bị các điều kiện dạy học ngoại ngữ để nâng cao trình độ cho học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, các trường đã bố trí đủ số phòng học tương ứng với số lớp học, tiếp tục phấn đấu có thêm các trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2019-2020. Trong năm học 2019-2020, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định sẽ tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tạo sự đồng thuận, chuyển biến mạnh mẽ, bền vững, tiếp tục đưa giáo dục toàn huyện phát triển. Năm học vừa qua, ngành giáo dục huyện Hải Hậu đã đạt được những kết quả nổi bật. Đến tháng 6 năm 2019, có 109 trường, giảm 5 trường do sát nhập, và có 3 nhóm lớp tư thục mầm non được cấp phép thành lập và hoạt động đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. 100% trường mầm non thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, hoàn thành chương trình tiểu học. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh đạt giải nhì toàn đoàn, thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt giải ba toàn đoàn, tham gia giải thể dục thể thao cấp tỉnh xếp thứ nhất và giải nhất toàn đoàn. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 99%. Tại cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh, ngành giáo dục đào tạo huyện Hải Hậu đạt giải 3. Dự án STEM về thiết bị cho vật nuôi ăn bằng điều khiển từ xa của trường trung học cơ sở Hải Xuân dự thi cấp tỉnh đạt giải nhất toàn tỉnh. 100% các trường dạy tiếng Anh theo quy định. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh sạch đẹp an toàn đang dẫn đầu tỉnh. Trong năm học 2019-2020, huyện Hải Hậu có 170 phòng học xây mới,
145 phòng học được sửa chữa nâng cấp đang xây mới. Giáo dục kỹ năng sống là yếu tố quan trọng, góp phần đổi mới toàn diện nền giáo dục đào tạo và sự phát triển toàn diện của học sinh gắn với 4 mục tiêu quan trọng: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để khẳng định mình. Xác định được tầm quan trọng đó, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã tăng cường hoạt động này nhằm trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết quan trọng để tự bảo vệ mình, chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới 2019-2020. Từ ngày 5 tháng 8, sau khi được sự nhất trí tự nguyện đăng ký của 100% bậc phụ huynh, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đã triển khai dạy kỹ năng sống cho học sinh và sẽ kết thúc trước ngày tựu trường 19 tháng 8. Theo đó, mỗi khối lớp sẽ được học 16 chuyên đề, chủ điểm phù hợp với trình độ, lứa tuổi học sinh như chủ đề tự bảo vệ bản thân, tự phục vụ bản thân, sáng tạo khoa học, chào đón năm học mới. Đây là chương trình giáo dục rất cần thiết đối với học sinh, nhất là đối với bậc tiểu học khi các em đang trong giai đoạn phát triển, thích tò mò, khám phá mọi thứ xung quanh và khả năng tự vệ, bảo vệ bản thân còn yếu. Nếu không được định hướng sớm thì sẽ không có những vốn sống, kỹ năng xử lý tình huống bất ngờ xảy ra, đồng thời góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là việc làm cần thiết. Bên cạnh sự vào cuộc của ngành giáo dục, cần sự quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành của gia đình, tạo môi trường học tập, rèn luyện để các em được phát triển kỹ năng sống đầy đủ, trưởng thành về mọi mặt. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đầu tư các khu vui chơi miễn phí, lắp đặt dụng cụ luyện tập thể thao ở các vườn hoa, công viên hay việc xây dựng nhiều công trình nhà vệ sinh công cộng, thì mới đây, thành phố Bắc Ninh đã đưa vào vận hành một số cây lọc nước thông minh uống trực tiếp tại vòi, đã nhận được những phản hồi tích cực từ người dân. 4 cây lọc nước thông minh có chức năng nước uống trực tiếp tại vòi, tùy chọn, tự động lọc được 4 loại nước khác nhau gồm khoáng, kiềm, tự nhiên và RO, hệ thống nước đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có khoáng chất cân bằng độ pH, chứa các chất chống oxy hóa. Máy hoạt động 24/24 giờ, áp dụng công nghệ khử trùng UV, lọc cặn, lọc hấp thụ than hoạt tính, nano bà khử khuẩn, lọc hoạt hóa nước, vận hành tự động có kết nối từ xa qua Internet thiết bị thông minh. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, thành phố Bắc Ninh tiếp tục lắp đặt thêm 8 cây nước sạch uống được tại vòi ở các điểm công cộng, đông người qua lại. Đây là hoạt động nằm trong chương trình chỉnh trang đô thị, hình thành các tiện ích cho người dân nhằm tạo cảnh quan thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, tiến tới mục tiêu trở thành thành phố đáng sống của các tỉnh thành phía Bắc. Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh Nam Định đến cơ sở đã phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền, tích cực tuyên truyền đoàn viên, hội viên cùng với các tầng lớp nhân dân, thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với khu vực đô thị, mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Ngày Chủ nhật sáng, xanh, sạch, đẹp, nhân rộng mô hình tuyến phố văn minh, tuyến đường tự quản. Đối với các khu dân cư thuộc địa bàn nông thôn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hiệp thương với các tổ chức thành viên đăng ký xây dựng các mô hình phù hợp với địa phương, tổ chức ký giao ước thi đua với 5 tổ chức chính trị xã hội thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên lựa chọn các tiêu chí cụ thể hóa thành các nội dung để vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện, nhất là các tiêu chí về văn hóa xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng kết cấu hạ tầng. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội động viên nhân dân trong tỉnh hiến tặng 32.361 m² đất thổ cư, thổ canh, đóng góp hơn 400 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn xóm. Kết quả đến nay, toàn tỉnh đã có 209/209 xã thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới, 10/10 huyện thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xảy ra tình trạng hàng loạt biển tuyên truyền cổ vũ được treo trên các cột chiếu sáng bị tháo dỡ trộm và bị bôi bẩn gây mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc trong doanh nghiệp tài trợ. Tình trạng trên xảy ra dọc tuyến quốc lộ 39 về cầu vượt quốc lộ 5 và một số tuyến đường trong trung tâm huyện Yên Mỹ. Những tấm biển cổ vũ có nội dung tuyên truyền về chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước
bị bôi bẩn bằng sơn đỏ phía dưới để che đi nội dung quảng cáo của đơn vị tài trợ đã làm mất mỹ quan đô thị. Thống kê ngoài hàng chục biển tuyên truyền bị bôi bẩn, các đối tượng còn tháo dỡ mất 66 biển ở 33 vị trí và thay vào đó là biển của một doanh nghiệp khác. Được biết những tấm biển tuyên truyền của vụ nói trên là do công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Thảo tài trợ phối hợp với phòng văn hóa huyện để lắp đặt nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện. Trước tình trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng của huyện Yên Mỹ làm rõ hành vi phá hoại tài sản bởi những tấm biển trên nhà tài trợ đã bàn giao cho phòng văn hóa huyện và nó được coi là tài sản của nhà nước, đồng thời làm rõ có hay không hành vi cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.